Rồi alo, thì bây giờ là mình sẽ giới thiệu sơ về cái khóa học Ansible này, vẫn nói sơ về cái ứng dụng của nó ha. Thì giống như hồi nãy mình chia sẻ với mọi người, hiện tại là mình làm DevOps Engineer nên công việc của mình đa phần là Infra as Code, chắc khái niệm này mọi người đã cũng biết rồi đúng không? Thì cái khái niệm mà Infra as Code này là một số anh em, nếu mà tại vì mình thấy ở đây là đa phần là trong lĩnh vực IT với nhau hết, nên là mình sẽ cố gắng mình sẽ giảng giải chi tiết một xíu để mọi người có thể nắm. Thì nó sẽ giúp cho mình một cách tự động hóa nhiều thứ thay vì phải làm bằng tay. Thì hôm nay này mình sẽ bước qua. Mọi người vẫn thấy cái màn hình mình share đúng không ạ? Thì nếu mà trong quá trình mà học mình nói lại, thì nếu như các bạn không nghe được tiếng mình nói hay là không thấy màn hình mình share thì các bạn có thể raise lên cho mình biết nha. Thì khóa học của mình sẽ là 24 giờ, Ansible 24 giờ. Mỗi buổi chúng ta sẽ có 3 tiếng, thì mình hy vọng sẽ giúp các bạn trong suốt 24 giờ này thì các bạn có thể hiểu về Ansible, sẽ làm việc tốt với Ansible. Cái buổi đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen với nhau, là một giao lưu về những cái công việc liên quan. Nếu như mà anh em muốn chia sẻ, muốn tìm hiểu về con đường DevOps hoặc là những thứ liên quan về technical mà DevOps đang xài, hoặc là những anh em nào đang sử dụng cloud và thắc mắc gì đó, thì nếu mà mình biết mình sẽ hỗ trợ. Ngoài ra thì mình sẽ nói sơ tại sao sử dụng Ansible và mục đích mình hay xài Ansible để làm gì. Mọi người vẫn thấy cái màn hình của mình đúng không ạ? Ok, tại vì Vâng, mọi người ok, tại vì mình dạy online á, nên là mình muốn mọi người có thể là đóng góp chung với mình luôn ha, thì cho nó có không khí, chứ mình không có nói một mình nghe hơi buồn buồn ngủ. Rồi thì là tại sao mình sử dụng Ansible ha, chắc ở đây là số anh em đã xài qua rồi nên là mình sẽ nói lại sơ xíu. Thì ngày trước á, là thay vì mấy anh em phải cài một cái ứng dụng lên một cái con server hay là này kia á, thì mình có thể lock SSH vào, xong mình cài em cấu hình này kia kia nọ, thì việc đó ok, không vấn đề gì. Nhưng mà đặc thù công việc, nếu như mà anh em cần cài thêm 10 con, 20 con, 30 con hay là 100 con, và phải đảm bảo là nhanh giống nhau, thì nếu mà anh em lock vào SSH từng tay á, từng con thì nó hơi hơi là mất thời gian. Nếu nhất cái thứ hai đó là nhiều khi lúc mà mình gõ, thao tác mình gõ có thể là bị mất mát cái gì đó, lỗi gì đó, thứ này thiếu kia, nên copy paste nhiều khi nó cũng có lỗi ha, dư cái này thiếu cái kia. Rồi đặc biệt thêm cái nữa là khi mà mấy anh em cần quản lý những cái config nào đó thay đổi á, thì phải lock vô từng cái, nó rất là mệt. Ngoài ra thì nếu mà anh em nào mà deploy hay là này kia á, thì ngày xưa là mình thấy là hay là kéo cái code về server, xong rồi git clone về server, xong rồi chạy lên đó, xong rồi update kiểu kiểu gì đó, thì bằng tay á, thì khi mà deploy mình mà có vấn đề gì đó thì nó lại không hay. Là nhất thứ hai là khi mà triển khai mà hệ thống nhiều á, mà có con người, tất nhiên sẽ có những cái sai sót, nó dễ dẫn đến thì mình cần một cái công cụ nào đó để tự động hóa hết những cái vấn đề đó. Thì ở ngoài thị trường nó đã có rất là nhiều công cụ rồi, và Ansible là một trong những cái công cụ đó. Ngoài Ansible ra thì có rất nhiều cái thằng khác như là Chef, Puppet. Thì tại sao mà mình không xài mấy cái đó mà mình xài Ansible? Thì nó có nhiều cái mặt lợi mặt hại. Ví dụ như Ansible hiện tại là các bạn free cho anh em nè, anh em không cần phải cài agent lên nó, mà trong khi đó là cái thằng Puppet nó đòi hỏi anh em phải cài agent lên rồi cấu hình nó. Thì cái thằng Ansible này nó dễ hơn, thứ nhất. Thứ hai là cái bản Ansible có bản free cho anh em xài, mình xài bản free thì nó không có đòi license đồ này nọ, nhưng mà đáp ứng đủ cái công việc mà mình mong muốn. Thì ở cái khóa học này mình sẽ đi học qua từng cái, ví dụ như là Ansible, tại sao mình xài Ansible, tổng quan về Ansible. Rồi mình sẽ học về inventory. Đây là cái này là nếu anh em nắm được cái inventory tốt thì mình nghĩ là nó giống như là 50% cái khóa học này vậy đó. Còn 50% còn lại nằm ở Ansible Playbook và cái Ansible ad hoc này ha. Đó. Thì nếu như mà các anh em nắm tốt được cái inventory này á, thì lại phần còn này nó khá là đơn giản. Thì mình sẽ đi từng phần trong từng buổi.
Thì ngoài ra thì hai cái buổi cuối mình sẽ giới thiệu anh em về Ansible Vault và Ansible Tower, Ansible AWS. Nhưng mà cái Ansible này á, là cái bản Ansible Tower này là bản centralized có phí, còn cái bản này là bản miễn phí. Rồi. Ở ngoài thực tế á, là tùy theo cái stack technical như thế nào mà mình sử dụng cái gì. Thì cá nhân mình chia sẻ thường là mình sẽ cài Ansible và quản lý tất cả trên cái con Jenkins, nó vừa làm vai trò là CI/CD và vừa là đóng vai trò centralize để thực thi những cái provision hay deployment này luôn. Thì đó là cái mà anh em mình sẽ bước qua trong khóa học này. Ok, thì các anh em nhìn ở đây nè, nhìn ngay cái màn hình này của mình, thấy cái hình nè, thì là mình sẽ đối với cái thằng inventory á, nó sẽ là list những cái mà server nào anh em muốn cài đặt, là nó sẽ group lại. Ví dụ như bây giờ mình muốn cài trên con web server, nhưng mà mình có con web 1, web 2, web 3, có IP, ba IP khác nhau mà mình muốn cài một lần lên ba con đó, thì mình sẽ group nó lại và khai báo nó trong inventory. Inventory này nó sẽ đóng vai trò như là cái thằng khai báo những cái con server mà mình để mình connect vào, mình cài đặt đó. Thì cái thằng inventory này nó sẽ khai báo được IP nè, domain, rồi ngoài ra thì mình có thể define những cái variable ở trong đó cũng được đó. Thì khi mà anh em đã có list những cái con mà để cài đặt vào rồi đó, thì anh em sẽ phải coi coi cài đặt cái gì và cài đặt ra làm sao, thì cái thằng Ansible Playbook sẽ viết cho anh em được cái là giờ tôi muốn cài, thí dụ giờ tôi muốn cài Nginx vô, tôi muốn cài PHP vô, tôi cài role gì đó, ABCDES vô, là những cái scenario của nó, thì anh em sẽ phải define trong cái Ansible Playbook này. Đó là những gì mà idea là Ansible Playbook nó sẽ làm. Đây. Thì nó sẽ sau khi mà mình có một cái thằng này và mình khai báo được một cái danh sách server mình cần cài, thì nó sẽ log vào SSH vào từng cái con server trên đây mà mình đã được define trong đây, có key user password ở trong đây nè, vô inventory nè đó, thì nó sẽ log vào nó cài cho anh em chạy. Ok, thì đó là một cái cơ bản nhất, cái flow cơ bản nhất khi mà mình sử dụng Ansible Playbook. Thì cái thằng thứ hai này cũng có hay gọi là Ansible Ad Hoc Command Line, thì nó khác cái thằng Playbook ở chỗ là anh em chỉ cần define cái command line mà anh em muốn làm vào, thay vì anh em phải viết một cái file Playbook trong đó có những cái scenario rồi chạy gì á, thì cái thằng Ad Hoc không cần, nó nằm thẳng trong một cái command line luôn. Vậy ứng dụng của thằng Ad Hoc này để làm gì ở ngoài thực tế, thì mình xin trả lời là nó có thể log vào con server thực thi một câu lệnh nào đó, và mình ứng dụng kết hợp với Jenkins chẳng hạn, thì nó sẽ thực thi một câu lệnh vào một thời điểm nào đó theo cái schedule mà mình setup trên Jenkins đó, thì nó sẽ log vô server và chạy một câu lệnh nào đó, ví dụ như là bin console rồi doctrine array, ví dụ vậy. Hoặc là bên developer họ yêu cầu là tôi muốn chạy một số câu lệnh nào đó tùy trong cái thư mục code để tôi test này này kia kia nọ, thì thay vì anh em cung cấp cho họ một cái user SSH để log vào đó, rồi phải set permission đồ này nọ, mà cũng khó trai lại được cái log đó, hoặc là không có notify được cho anh em biết, hoặc là permission này nọ, thì đơn giản hơn là anh em từ Jenkins job, anh em sẽ tạo cái Jenkins job có quyền điền những cái parameter, những cái field trong cái prompt đó, để cho họ điền vào, thì khi họ điền vào bắn trên đó, thì nó sẽ thực thi những câu lệnh Ansible ad hoc vào con server và thực thi đúng cái lệnh đó thôi. Mình sẽ đảm bảo được thứ nhất là mình chắc được, ngoài ra giải quyết, tất nhiên là câu đầu tiên là giải quyết được cái vấn đề là họ cần thực thi câu lệnh của họ. Cái thứ hai là mình chắc được cái output notification. Ngoài ra là mình không cần phải quan tâm tới cái vấn đề permission này nọ nữa. Đó là một trong những cái ứng dụng của Ansible khi mà kết hợp cùng với Jenkins.
Thì do là bữa nay mình chưa có chuẩn bị kịp cái Jenkins để demo cho mọi người về cái vấn đề này. Mình sẽ hẹn mọi người vào buổi thứ hai đầu buổi. Mình hy vọng là cái buổi thứ hai đó mọi người sẽ vào sớm ha. Thì trong 30 phút đầu á, mình sẽ demo sơ cho mọi người. Xong sau đó mình sẽ bắt đầu bài học. Thì cái khóa của mình lúc bắt đầu lúc 7 giờ và kết thúc lúc 10 giờ. Thì mình sẽ cố gắng, mình 30 phút đầu mình sẽ cho các bạn đặt câu hỏi hoặc demo hoặc là hỏi về bài cũ, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu khóa học và 30 phút cuối để mình giải đáp những cái thắc mắc của anh em và những cái bài tập mà mình sẽ đưa. Thì hiện tại á, là mình sẽ sử dụng Git để quản lý những cái repo code hay là những cái tài liệu nào đó. Thì không biết là mọi người ở đây là mọi người đã sử dụng qua Git hết chưa? Alo. Em thì về Git thì cũng nghe nhiều nhưng mà cũng chưa có cơ hội sử dụng nhiều. À, ok, vậy thì mình sẽ nhờ mấy bạn là nhờ mấy anh em sẽ tạo giúp mình một cái tài khoản Git ha. Xong sau đó post lên group cho mình để mình add vào cái repo của mình. Mọi người sẽ có quyền access vào đó và mình sẽ hướng dẫn các anh em cách sử dụng vào cái buổi thứ hai khi mà mình demo xong và mình sẽ hướng dẫn anh em đó. Rồi là những cái gì mà mình sẽ làm trong cái khóa học này là mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng Git, rồi nếu được mình sẽ hướng dẫn anh em một cái basic flow về Git để anh em có thể làm quen với Git nếu mà anh em nào chưa biết. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc bên ngoài vào cái developer nhiều, nhưng mà nếu như mà cái công ty nào mà bên DevOps hoặc là sysadmin có quyền cao hơn thì họ có thể define cái flow để làm việc đó. Thì cái thằng Ansible này nó sẽ hỗ trợ anh em khi mà kết hợp với những cái công cụ xung quanh. Ngoài ra thì anh em thấy ở ở đây nè là Ansible nó còn hỗ trợ cho anh em thêm một cái chuyện nữa là khi mà anh em dựng một con máy mới lên đó, máy mới tinh lên thì nó sẽ chạy cài những cái module nào đó, được khai báo sẵn, ví dụ như là define hotname nè, set time zone nè, rồi DNS các kiểu, rồi những cái role basic mà được định nghĩa trong playbook. Thì khi mà anh em dựng một con lên thì nó sẽ chạy cho anh em cái này, nó cũng khá hay. Thì cái inventory á nó sẽ khai báo là hỗ trợ anh em, là mình sẽ nói sơ thôi nha, thì tới cái phần inventory mình sẽ nói kỹ hơn. Thì nó hỗ trợ cho anh em hai dạng thật ra là ba nhưng mà mình cho nó là hai dạng. Thì cái đầu tiên á là localhost, nghĩa là chạy trên cái con máy mà đang chạy Ansible. Cái thứ hai là chạy trên những cái con mà anh em khai báo IP nè hoặc là DNS name nè. Nhưng mà thường thì mình thấy ở ngoài người ta hay sử dụng IP address nè. Đó. Còn dạng thứ ba là đối với anh em nào mà xài cloud á, sẽ xài gọi là dynamic inventory. Tại sao có cái này? Thứ nhất đó là khi mà anh em để ý á, nếu mà anh em nào làm system, tại ở đây xin lỗi nha, tại mấy anh em là mình thấy là làm quen nhiều về technical rồi nên mình sẽ nói sâu về vấn đề này luôn. Là khi mà anh em dựng con máy lên nó thường là nó sẽ cấp một cái DHCP, nếu anh em nào làm system á, thì anh em biết được cái range đó là có thể gán static IP cho nó. Cái đó là mình không có nói, mình có thể tìm được rồi mình init lên đây, nó chỉ có một lần thôi. Nhưng mà nếu anh em nào mà dùng cloud Amazon á, thì là khi mà dựng một con EC2 lên á, thì thứ nhất là cái IP của nó là IP bên Amazon nó cung cấp cho anh em, nếu mà anh em chọn public thì nó sẽ cung cấp cho anh em. Thì nếu như mà anh em mà dựng theo kiểu dựng con này á, thì anh em stop xong rồi start lại IP nó có thể thay đổi, do là chưa có EIP, nghĩa là Elastic IP á. Thì những cái vấn đề như vậy á, thì IP nó có thể thay đổi á, thì inventory á, thay vì anh em phải define chết cứng luôn á, thì sửa lại một lần nó hơi cực. Mình sử dụng là dynamic dựa theo những cái tag đó mà nó filter ra IP cho mình, và từ IP đó nó mới đi connect vào và thực thi. Đó, thì là mình sẽ giới thiệu về vấn đề đó luôn trong cái phần inventory.